Chào mọi người, chào mọi người đã đến với video của ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình sẽ tô những video đẹp nhất các bạn nha, để cho các bạn xem. Video của mình tô màu quá đẹp luôn các bạn ạ. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy video của mình mà hay và hấp dẫn thì hãy cho mình một lượt like và đăng ký nha, để mình có động lực ra video thêm. Bây giờ mình sẽ tiếp tục công bố nhé. Đưa màu son nha các bạn. Hello, chào mọi người. Chào mọi người đã đến với video của ngày hôm nay. Ngày hôm nay mình sẽ tô những video đẹp nhất các bạn nha, để cho các bạn xem.
video của mình tô màu quá đẹp luôn các bạn ạ. Nếu các bạn xem video của mình mà thấy video của mình mà hay và hấp dẫn thì hãy cho mình một lượt like và đăng ký nha, để mình có động lực ra video thêm. Bây giờ mình xin tiếp tục tô màu nha các bạn. Mai là mày nghỉ, ta hai hôm nữa mới nghỉ. Sorry. Mai nghỉ tới mai, ta nghe hai hôm nữa mới nghỉ. Ai bảo? Anh kia này quyết bảo thế. Alo, chị. Chạy cái đòi. Mình sẽ định cái đòi nhiều mà. Nghỉ mấy hôm rồi. Đúng rồi. Mày nghỉ nghỉ suốt cái cục cứt video mà làm. Nghỉ mấy hôm thôi, xong này đi tiếp mà. Mà nghỉ một tuần đến 10 ngày đấy cả. Đấy. Mà nghỉ một tuần đến 10 ngày nữa. Một tuần. Một tuần đến 10 ngày. Ai? Ngoài cái này, ta thì 10 ngày nguyên luôn. 10 ngày luôn. Tôi mở xoay đi các bạn.